trở lại với phần tin tức nổi bật trong lịch sử của nước Mỹ chưa bao giờ chúng ta nhìn thấy một cảnh một ông cựu tổng thống ra tranh cử nhiệm kỳ thứ nhì mà đương đầu với nhiều tội hình sự trong khi ông đương kim tổng thống thì đang vận động tranh cử và ngày hôm nay bản tin ghi nhận đó, những cái điều tương phản giữa hai ông tổng thống của nước Mỹ đang được đưa ra khi ông Joe Biden bắt đầu thực sự thực hiện chuyến công du sang các tiểu bang miền Tây Hoa Kỳ. Trong đó ông đến Albuquerque vào ngày mai, sau đó đi Utah, Arizona, chắc chắn là ghé qua California. Những nơi ông đến để vận động mà tranh cử, gây quỹ và có những đề tài ông đưa ra nhằm mục tiêu tạo cái sự tương phản với hình ảnh của ông Trump. Trong đó những đề tài liên quan đến ảnh hưởng khí hậu, gây nhiệt độ tăng toàn cầu, vấn đề cung cấp những cái tiền hỗ trợ cho cựu quân nhân và nhiều đề tài khác nữa. Nhưng mà thưa anh Đinh Quang Thái một bên á cho nên mình thấy cái hình ảnh này mình mình có thể nhìn thấy được cái 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 chiều hướng trong cái cuộc bầu cử của 2024, một ông á có thể trở thành ứng viên chiến thức của Đảng Cộng hòa mà lại cứ phải suốt ngày đi đăng những cái tin tức để mà chỉ trích bên phe bộ tư pháp còn một ông thì nghiễm nhiên đi ra toàn là đề cập đến vấn đề ổ oh, tình hình kinh tế của nước Mỹ tôi sẽ làm được gì tôi sẽ làm hai cái hình ảnh đó đã tương phản quá phải không ạ dĩ nhiên một vì đương kim tổng thống đó khi mà đi vận động cho nhiệm kỳ thứ hai thường nói về những thành quả mình đã đạt được yeah. còn trường hợp ông Trump là trong cả lịch sử nước Mỹ mới có một người như vậy thôi yeah. chúng ta phải nhìn kỹ cái lịch trình mà ông Joe Biden đi lần này yeah thứ nhất là những cái tiểu bang ông đi qua đã có những tiểu bang là swing state tức là mm. chưa biết là nghiêng về dân chủ hay yeah. là cộng hòa yeah. nhưng mà đầu tiên ông sẽ ghé Grand Canyon của Arizona yeah. và ông sẽ khánh thành một cái tượng đài Ở trong đó có một cái khu reservation tức là khu mà dành cho người da đỏ đó, đó yeah. gốc Native, Native American, American người bản với địa với một cái uh, diện tích lên tới 4.000 square, uh, square mile. không 4.000 uh, cây số vuông tức là 1.500 square mile à. chung quanh cái vùng Grand Canyon. Ừ. Tại sao vậy? Ông nói với báo chí à. là một số những cái bộ tộc da đỏ đã đến với ông và xin cái điều đó. À. Và đồng thời ừ. ông sẽ loan báo là giới hạn cái việc khai thác uranium, những cái mỏ uranium. Ừ. Làm bắn bom hạt nhân. À, cái, cái, cái stop thứ hai của ông là ngày mai là ngày thứ tư. Ừ. Ông sẽ đến Albuquerque, tức là thuộc về New Mexico. Rồi ông đến Soledad. City ờ Utah. Uh, Utah đó để ông nói về cái kỷ niệm một năm của một cái thỏa thuận gọi là Park Act, uh, trong đó cung cấp những cái quyền lợi cho những cựu chiến binh yeah. mà những người đã chịu đựng những cái hậu quả trong những cuộc chiến tranh vừa ừ. qua mà Hoa Kỳ tham dự từ Afghanistan, Iraq ừ. thậm chí cả Việt Nam nữa và đồng thời ông sẽ gây quỹ cho những tiểu bang này và thưa quý vị, Arizona là một cái chiến, là một cái tiểu bang chiến địa tức là battleground yeah. giữa cộng hòa với dân chủ mà ông Biden thắng tại Arizona năm 2020. nghìn hai mươi New Mexico đó được xem như là tiểu bang của dân chủ xuất yeah. khoát. Utah thì là Tôi một cũng, tiểu bang um. cộng hòa ông thống đốc cộng hòa tại tiểu bang này đó là ông Spencer Cox thì nói rất rõ ràng ông vượt lên trên vấn đề đảng phái thành ừ. thử ra chuyến đi này của ông Joe Biden là ông muốn quảng bá những cái thành tích ông đã đạt được yeah. trong 2 năm vừa qua hơn 2 năm vừa qua và một cái platform tức là một cái uh, chương trình hành động của mm. ông uh, trong những thời gian sắp tới trong đó có uh, kiểm soát uh, sự thay đổi khí hậu toàn yeah. cầu này ông đến Phoenix hay lắm mm. Arizona bởi vì nhiệt độ ngày hôm qua 118 độ ông chứng Mà minh chung... cho mọi người thấy rằng climate change là chuyện có thật chứ không yeah. phải là như ông ông uh, Donald trump, trump bảo rằng Climate Change là một cái trò chơi khăm hốc của Trung Quốc. Đúng. Và ông rút nước Mỹ ra khỏi cái thỏa thuận yeah. Paris Climate Change Agreement. Và thời điểm này đó thì bên phía đại diện của đảng Cộng Hòa họ lại đề cập đến vấn đề Climate Change biến đổi khí hậu mà họ lại đưa ra những cái con số không có chứng minh. Mà họ nói rằng từ các nhà khoa học ra nói rằng tình trạng hiện nay đó. Họ nói rằng những cái những cái số liệu hoặc những cái tin tức về thay đổi khí hậu đó là không đúng sự thật thì à, cái quan điểm về biến đổi khí hậu rất là tương phản giữa phe dân chủ và phe cộng hòa. Nhưng mà đồng thời thưa quý vị, người ta nói rằng tại sao ông Biden lại lựa chọn đi vào thời điểm này? Nếu mà quý vị để ý cái thị trường chứng khoán á nó đã tăng trở lại trong thời gian qua. Thời điểm này rất quan trọng bởi vì sao? ông nhận được những cái số liệu về kinh tế hàng ngày lạm phát giảm tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm theo rồi tăng trưởng kinh tế tiếp tục tăng mạnh và quỹ dự trữ liên bang cũng nhìn thấy tăng trưởng kinh tế tiếp tục cho Hoa Kỳ thế giới đó thì y ạch luôn Trung Quốc thì thê thảm Châu Âu thì tăng trưởng kinh tế không được mạnh nhưng mà riêng với Hoa Kỳ rất ổn định à, người ta thấy rằng trong suốt nhiều tháng trời vừa qua từ đầu năm đến giờ này đó hầu như ông Biden rất là im lặng trong vấn đề mà nói về vấn đề kinh tế nhưng mà lần này lại khác những cái số liệu đưa ra tốt đẹp chắc có lẽ ông Biden sẽ sử dụng để làm nền tảng cho 2024 thưa anh trong chuyến đi của ông uh, tổng thống Joe Biden uh, có một cái chuyện xảy ra là cách đây hai ngày thì uh, cuộc thăm dò dư luận đối với dân chúng đặc biệt là cộng hòa đó họ bảo là 71% vẫn xem ông Joe Biden không phải là tổng thống hợp pháp Tôi xem video yeah. đó xong, mấy ngày uh, uh, uh. tôi suy nghĩ tôi Đây là cái argue này, đây là cái tranh luận yeah. để cho thấy là phía Cộng Hòa họ nói về không có được. <laughs> Nếu ông Joe Biden không phải là Tổng thống Hợp pháp, ấy, mm. thì tại sao Chủ tịch Hạ Viện là ông Kevin McCarthy là người lãnh đạo của Cộng Hòa tại Hạ Viện nhé? Yeah. Nhiều lần đi qua Tòa Bạch Ốc để họp với ông Biden. Và ông Mitch McConnell là lãnh đạo Cộng Hòa tại Thượng Viện cũng yeah. đi qua Tòa Bạch Ốc thì họp sư, với yeah. ông. Joe Biden về những vấn đề liên quan đến climate change, vấn đề ừ. kinh tế, vấn đề cái gói hỗ trợ cho Ukraine vân vân. Thế thì nếu mà bảo là ông Joe Biden không phải là legitimacy đó là không có chính đáng đó. Yeah. Thì giải thích làm sao khi các lãnh đạo cộng hòa đồng ý với ông về một số những chương trình của nước Mỹ, trong đó có cái việc giảm bớt những cái nguy cơ về súng bằng cách là đưa ra một số những biện pháp kiểm soát súng nó gắt gao hơn. Yeah. Yeah. Thành thử ra sáng nay tôi đọc cái tin người ta nêu cái vợ vấn đề ông Biden đi 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 đi, um, cùng, đi công tác để những cái tiểu bang đó với cái con số 71 phần trăm tôi bảo cái cứu nó dễ quá mà những người mà, mà, Cộng Hòa mà nêu vấn đề đó ra họ không thể nào chứng minh được rằng nếu Tổng thống Joe Biden không hợp pháp theo cách nhìn của họ why uhm. thêm nữa đó là những thành viên của Đảng Cộng Hòa và đặc biệt là Mark đã vẫn muốn áp lực và nhắm vào ông chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và các vị dân biểu Cộng hòa khác để tìm cách đàn hạt impeach luận tội ông Biden dựa vào hồ sơ mà trong quá khứ ông Biden làm phó tổng thống và con trai Hunter Biden nhận những cái khoản tiền có nhận được sang à, Alex Alex, Alex thì bị cáo buộc chứ cáo được. buộc dạ vâng à, cái nỗ lực này đến ngày hôm nay bản tin ghi nhận dường như đang phai nhạt dần không thấy ông Kevin McCarthy đề cập đến nữa ông nói rằng ông đang tìm cách nỗ lực để có thể thảo luận về vấn đề luận tội ông Biden thảo luận thôi chứ không phải là luận tội nhưng mà rồi phải có bằng chứng để đưa ra sàn một thì, cách đơn giản thế này thì thôi họ không có bằng chứng thôi anh một cách đơn giản thế này thôi yeah. chỉ luận tội một người khi người đó phạm pháp trong lúc họ đang hành xử cái vai trò của họ cái alex tức là cái lời cáo buộc ông không. donald ông, ông, ông biden. joe biden và ông hunter biden nó xảy ra trong lúc mà ông joe biden là phó tổng thống cho ông barack Obama không phải là tổng thống bây giờ thành thử ra phía bên cộng hòa họ thừa biết rằng cái lời cáo buộc đó nó sẽ không có nó gọi là legal ground legal, tức là không, không hợp pháp có một cái căn bản về 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 pháp lý pháp, yeah. để mà có thể làm được nhưng mà chính trị nói H nó họ vẫn mộ. họ vẫn muốn nói cho sướng bộ. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả hẹn lại vào phần tin tức nộp mật vào ngày mai gửi đến quý anh tại. Cho quý khán giả và anh Hoàng Trọng Thụy.